Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chiến dịch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết năm 2018 tại quận Thủ Đức. Chiến dịch nhằm tuyên truyền cho cộng đồng dự phòng không để mắc bệnh, nếu mắc thì giảm lây chéo và giảm tử vong, giảm hoang mang cho người dân. Đoàn của Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống dịch tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết tại trường mầm non, trạm y tế và nhà dân trên địa bàn quận Thủ Đức. Là khi trước khi mình bệnh thì đầu tiên phải nghĩ đến là phòng bệnh để làm sao không mắc bệnh, và khi thứ hai thì mới đến là ra điều trị để giảm tử vong và không có tử vong. Thế thứ nhất quay về phòng bệnh, muốn phòng bệnh tốt trước tiên phải truyền thông cho người dân, người dân làm sao hành động như thế nào để không mắc bệnh đấy. Thế giờ chúng tôi trong chương trình này chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng thế nào là phòng bệnh tốt và điều trị tốt, và thứ hai là phòng bệnh truyền thông sai và điều trị sai. Báo cáo chí là bấy nay chúng tôi rất sốt ruột về cái phương thức mà tiếp truyền kiến thức cho người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng dịch bệnh hiện nay giảm so với 5-10 năm trước. Tuy nhiên, do thời tiết biến đổi, môi trường có vấn đề về di cư, ý thức tiêm chủng, nên dịch bệnh có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài ra, miền Nam đang chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, ngập nước, miền Bắc chuyển sang mùa đông, gây ra nguy cơ dịch bệnh xảy ra nhiều. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong điều kiện các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương có dịch gia tăng sốt xuất huyết, tay chân miệng và châu Âu gia tăng sởi, theo Bộ trưởng cần làm tốt công tác dự phòng và điều trị giảm tử vong.